Vâng, em Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho tất cả bác một siêu phẩm đến từ dạng Dribbler. Đó là dòng đáy MPA 600 nha bác nha. Thì hàng thì bên em lựa chọn cho tất cả bác và tuyển chọn hàng cực kỳ đẹp từ trong ra ngoài. Thì con này thì là dòng xuất sang thị trường Âu, chạy điện là 230V nha. Giờ thì em sẽ quay chi tiết cho tất cả bác cùng xem. Vâng, đây là mặt trước của nó, logo thương hiệu Dribbler, model MPA 600. Về dòng Dribbler thì nó sẽ có hai đời, một đời là MPA và một đời là MPX nha bác nha. Nó cũng có là MPX 600 và MPA 600. Những dòng đời MPA thì nó sẽ có form dáng là hậu sâu, nhưng mà chiều cao nó thì nó sẽ hạn chế lại, nó sẽ thấp đi. Còn những cái dòng mà MPX ấy, thì nó sẽ có hậu ngắn lại so với thiết kế của những con MPA, nhưng mà về chiều cao nó thì gấp đôi những con MPA nha bác nhá. Vâng, và đây là sản phẩm Dribbler MPA 600 mà đem tới với tất cả bác ngày hôm nay. Rất là đẹp luôn nha bác nha. Đấy, chạy điện là 230V nha, cực kỳ đẹp. Vâng, và đây là đằng sau của sản phẩm nha bác nha. Đấy, em đang kết nối dàn loa và đường tín hiệu vào là đường Canon. Dòng này thì nó sẽ có đường Canon, chứ còn dòng đời MPX thì nó sẽ Canon tích hợp 6 ly trong một cổng. Dòng này thì MPA thì nó sẽ không có đường 6 ly nha, nó chỉ riêng mỗi là đường Canon thôi. Ở đây thì nó sẽ có, về đời cái MPA thì nó sẽ có cổng jack ra lo là jack Neutrik, có cổng Neutrik. Đấy, còn ở MPX thì nó không có, nó chỉ có bắp chuông chim. Đấy, Make in USA nha bác nha. Dribbler MPA 600 công suất là 600W trên mỗi kênh. Tất cả các kem tem cờ thì còn đòi đủ hết nha. Hoặc những dòng này chạy rất là êm, các bác vừa nghe nhạc và karaoke tuyệt vời. Rồi em đi vào cái phần chi tiết ruột gan trước khi là test nhạc để gửi đến tất cả các bác để các bác tham khảo. Còn đây là cái nội thất phim trong chiếc đáy Dribbler MPA 600, thì con này chạy tổng cộng là 24 sò, 2468 tụ nha, 8 tụ trên mỗi ghế, và công suất là 600W trên kênh. Hàng bao đẹp bao chất cho tất cả bác luôn, rất là mới luôn nha. Đây, các bác nhìn độ mới của sản phẩm, sử dụng một cái tăng phô được bọc lớp đồng chống nhiễu bên ngoài, cực kỳ là đẹp, và tăng phô còn rất là mới nha bác nha. Đây là phần sò công suất của máy, gồm 12 sò lớn và 12 sò nhỏ của hãng Toshiba, tổng cộng là 24 con. Rất đẹp nha, tổng quan của chiếc đáy Dribbler MPA 600 nha bác nha. Hàng chúng mình nồi nha bác. Cực kỳ đẹp nè. Dài bể là còn trắng tinh nha. Rồi, giờ thì em xin phép đi vào test chất âm để cho tất cả bác cùng nghe.
bác của sản phẩm hiện tại bên em đang phân phối cho tất cả bác, giá là 14 triệu bên em đã bao ship nhé. Bác nào có nhu cầu mua sắm sản phẩm này thì liên hệ cho Quốc Hùng, sở hữu ngay trước đó JBL 13 600. Thì sản phẩm này hiện tại bên em chỉ có một con duy nhất nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả bác những video sau.